sáng chưa về nhé. Ờ thì mày sang chơi đi, tao sang, tao sang luôn. Luôn, đi em bé anh ạ. Không. Mẹ vừa cách nào tâm béo thì sẽ đéo chịu được mày, nó chuyển sang đúng. Ờ đấy thôi kìa. Và bà Giang, bà Giang rồi. Bà Giang, bố bà Giang ở đây cũng quân. Đi mà, một hôm thôi. Ờ đi cứ mày. Một đêm rồi, một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Thôi thôi, mày. Thế mà không, đi cho bé phải sao? Ừ thì mày cứ vợ. Anh đẹp thế. Đây là, càng thích. Ừ. Đấm thì mẹ sợ anh nhớ lòng nào đây. Nhìn môi yêu, muốn hôn cho một cái em về. Sao lên cho chơi một cái em về. Chơi một cái em về. Mẹ mày, chơi ngay. Mày bị dở à? Tao, bắt viết thêm một dở ấy. Năm này. Thôi thôi, về. Bạn có đôi một cặp lông, nó có thằng ngọng tao mày một đôi nha. Thôi sang đi, hốt gì. Đi mà. Ừ, thì mày sang chưa đi, tao có, sang luôn. Tao bé mày sang, có mày cõng tao. Đúng, cõng cái tình cảm. Kiểu út thìa, cõng út thìa bao giờ chưa? Chưa. Thế bây giờ thử luôn. Thôi mày thử đâu, tao biết rồi. Mày biết rồi, nhưng mà tao chưa biết. Thế mày phải làm cho tao biết. Đi mà. Đi mẹ mày, tao tỉnh ngủ với mày, con ranh ạ. Đi mẹ. Ơ sao về sao lại bấm móng tay không ạ? Bấm móng tay gì? Sao nhảy bấm móng chung. Sao lại bấm chung thì tao bấm cho hết cả từ đầu đến cuối. Tao bấm cả nhíp cô. Chôm cái mẹ. Mẹ mày mày bị dở à? Chôm cái. Biến đi cho tao ngủ. Sao mày không biết tao à? Chứ chứ. Tao hỏi trần. Mày như con đàn ông. Tôi xong rồi. Thế mày thử sò thử xem có đàn ông không hay. Sao đi, chăm thằng đàn ông hay đàn bà. Ngại gì? Ngồi anh quay video đi để cho. Đi đi, sao đi. Ôi dồi ôi. Tao về phòng tao ngủ rồi. Biết mày biết rồi. Đừng, đừng làm gì. Mày đến mẹ về rồi đi. Không phải sợ, mạnh dạn lên. Đi mà, về. Đây tổ ấm mình bên kia. Về tôi. Đêm thôi, một đêm duy nhất tại sân vận động. Sắp vào đây, sắp vào đây. Có tiền không, có tiền không? Ủa, đây vừa mua quả dưa hấu mất 70 con mũi 130. Tôi dùng 800 của hàng của mày. Mua quả dưa hấu mất 70. Đi ăn liên hoàn, chúng nó bắt mua quả dưa hấu. Thế, thế phải, sao em rẻ vậy anh? Đi nào thế này, thế mạch quần nó to nhất cái này, vào chim tao sợ cái không tao lợi mà. Đi 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 mà. Lê là lê luôn. Xin hiểu quá. Xin hiểu với tôi nhân kèm với của quần ạ. Quần ạ này. Mà nghe thấy đâu là tay tí không bé. Điền là sao mà sao toàn thân bà, biến mẹ bà đi tôi mệt rồi. Bà thì em phải gọi em. Sao phải sao toàn thân. Tôi có thể mặc áo mà mất hết mẹ quý vị. Ừ, cái body chuẩn nhất bỏ ra đi. Ngày xưa lúc tao gặp mẹ ở quán hát tao thích mẹ lắm đấy. Thằng gì lùn lùn nó mày. Tân luôn à. Gì nhỉ, thằng Tân. Anh Trần. Hôm đấy mày mặc kéo dài, nhìn mẹ lìm, tao nhìn mày, tao kéo thấy mày nhìn lại, tao bảo bọn nó tao ít phụ thằng kia cách. Mình nhìn nó, thằng nhìn lại mình. Nhìn con mẹ. Thế nào lâu rồi. Nhưng mà mày không phải mày gặp tao không? Ờ, gặp mày đi thằng. Đi cùng mày. Thuyết gì. Mày điên với thằng Thuyết là bọn nó về bọn xuống tao đi ha. Thằng Tuân ở bên chỗ mày. Mẹ. Ôi em anh quá, ngày xưa tí mình yêu nhầm Thằng Tuân là mày. Yêu nhầm gì, yêu luôn nhịn nhầm. Yêu luôn. Điền, đi mẹ phốm thề. Thế bây giờ mày thích Thịnh mất rồi. Ờ đi, Thịnh làm luôn nè. Làm lỡ một lần có sao đâu Thịnh ơi. Không, không. Chị ơi. Thế nào là như thế nào? Chị mặc áo, chị về lắm. Bây giờ anh chỉ cần một đêm nay thôi, đêm mai đừng có hào. Thôi mẹ. Thịnh ai định chơi. Em cái gì. Vì sử má em làm gì có bị bệnh tật gì đâu. Đang vào. Mày về đâu rồi? Vất vả. Mày nào mày. Sao tớ. Nào mày,
chỗ nào Long? Thịnh quê đâu? Em quê ở Bắc Giang. Thịnh có yêu chưa? Có, chưa. Thế ai sinh ra Thịnh mà đẹp trai vậy? Thịnh say quá. Say nhảy chẳng Thịnh. Mày bị giả. Không, nhưng mà tao thích mày thật, tao thích mày từ lần ở quán hát đấy cơ. Trái tim tao là thuộc về mày. Vậy tao muốn thể xác mày thuộc về tao. Vẫn còn đấy, vẫn còn tem ấy. Chai như tem ấy. Mày muốn tem á? Mày muốn gì nó? Thế gấp 10 lần chỗ này sang tem luôn. Không phải tiền. Không phải tiền nào. Không phải tiền. Không phải tiền thật à? Rồi. Thôi rồi về. Có chinh không? Thật. Thôi rồi về. Có chinh không? Cái này mày đéo cần phải biết nhá. Nhưng mà thật có chinh không? Thế không thì tao phải thả thuận trước. Không mà lúc bỏ ra lại trông tích nhỉ. Tao ấy chấm 3 này đắt định 30 thôi. 30 cặp. Lại còn mất tiền nữa đấy. Về. Lại cho lại giống tách tầng phạt phạt. Đúng. Đánh bài không? Thôi bây giờ chỉ thích chơi bình rồi. Sang nghe xong rồi đánh bài thua rồi chơi bình luôn. Được không? Không. Quý má. Quý chưa. Biết tiếng Trung Quốc nhớ gì không? Quý má tương đương với why. Why? Mày bị dở. Cầm tay tí thôi không à? Mày bị 5 phút thôi. Cho thơm ngay rồi. Làm thì rồi ấy nhiều. Cái tay mày nghệ thuật. Nào mình đi mày bị thế hả? Mẹ con mình. À hay mày biết mày sợ cẩn lên đi mày. Mày biến mẹ về con điên này. Điên gì? Nhưng tao thích mày thật. Tệ với trời mình đất. Thì thằng ấy, mày thằng ấy đâu, thằng ấy rồi. Thằng gì đấy ba rồi. Thằng gì đấy à, gì đấy chỉ phụ thôi. Gì đấy. Nó yếu, nó yếu, nó yếu lắm rồi. Gì đấy là yêu, còn mày thì tao thích. Thật mà, tao thích mày từ lâu rồi, nhưng mày không tin thôi. Nhưng mà mày ơi, tao mày thật mày thì mày không thì nóng rồi mà mày thôi, chết mày. Chết mẹ. Hay là mày ấy cái chân đấy để cho Kim Hãng nó ấy lên gì mày ngại không? Thế mày không sao? Con nào giống mày thôi. Mà mỗi lần say không ngồi đấy là tao không được. Cái này buồn này không trả gì. Cái gì? Tao thích mày cơ. Mày không mà đi mẹ mày người không thích tiền đứa cảm xúc. Nhưng mà tao thích đeo mày đâu. Vậy. Mày nhìn vào mắt tao mày nói mày không thích tao thì được. Phẩy phẩy phẩy. Phẩy phẩy chú. Nào. Mặt đối mặt. Nào. Mắt đối mắt xem. Mày nhìn vào mắt tao 5 phút nếu mày không chớp thì là mày yêu tao. À quên, nếu mà chớp thì là mày yêu tao, mà không chớp thì là mày không yêu tao, tao mới tin. Tao phải phòng luôn. Tao sẽ không quấy rối tình dục mày. Nào mày nhìn vào mắt tao đi, thật mắt một tí vậy. Mắt một tí. Mắt một tí dê của mẹ ơi, mày đặt vẽ đi gì. Nhìn mắt bố mày con. Mày nhìn thấy là viên một tí hay một tí. Nhìn vào mắt tao, mày thấy trong mắt tao của mày không? Mà mày thấy trong mắt mày của tao không? Không. Không, cái nhìn lại san gần nhau cách phải nhớ nhỉ? Hai chân chi trôi. Mày lên. Đúng cho chạy bạn đi. Mày không giữ hai tay đó. Không mày giữ hai chân nó lên. Mày không tao cái hiệp của nó tao cho mỗi thằng này. Không ba đêm. Không trên này tao nhớ được ngủ đâu. Sang đi. Mày đi mẹ. Mày mà thích mày. Mày đi mẹ. Sợ tí tí thôi mày bạn. Anh thú phải. Điên nó đi mẹ lắm rồi. Mẹ cũng điên này biến. Quần trăng lên hai đứa mày làm gì làm. Ừ, có như... à, xong rồi ra mày dựng hai chân mày làm tức là điên lên. Có đến lên lát. Thơm gái, thơm gái bè. Thơm gái không bè. Thơm gái thì cũng thế bố mày thơm gái cũng phải bè làm gì sao. Mẹ đứng chưa bao giờ con gái. Nào, cái bánh mông thơm gái không bè. Thế mà chưa ngủ nói thơm á. Thế mày yêu ai bao giờ không? Chưa. Lùi. Thật. Để cho tao thơm ngài. Không thì biến lại đi về em nắm chuyện quá đi. Thì mình thơm ngài không thì thôi xong thả không làm gì nữa. Cứ đắp chân đấy để cho nó kìm hãm sự thương. Nó sung tại để nó sung rẻ tự nhiên đi. Ai gây tắc hết mà à. Lấy cho nó cái giấy vệ sinh ngày khăn mặt. Để nó sốc lọ. Mày đây làm gì? Mày biến mẹ mày. Thế là chưa thùng mày xong đéo mẹ. Thơm gái, thơm gái. Mẹ mì môi đã thấp bố thơm, mày cần mày đặt nấm cao.